thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống của chúng ta là một chặng đường dài, mà ở đó luôn có những khó khăn cản bước. Nhưng điều quan trọng là bạn có dám dũng cảm đương đầu với nó hay không? Hành trình đi đến sự hoàn thiện bản thân là một con đường dài, gian nan, nhưng kết quả nó đem lại thì vô cùng ý nghĩa và có giá trị. Giờ đây, chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng viếng thăm một gia đình với hoàn cảnh vô cùng xúc động. Thưa đón xuân đó là gói bánh trưng, nó có hai tiết rồi. Ôi, cả chân cho em học lớp 12 thôi. Ôi, không được. Ôi, trời ơi. Đây, các ngón vẫn có trong đây chứ. Vâng. Và đây là cái ngón của con này nằm trong đây này. Nó bị bọc. Rồi. Cái ngón trong đây xong rồi quá trình cái phòng rộp lên hắn ghét lớp ly xong rồi lại sang lớp hắn kéo. Đấy, kéo giống như mình bị phòng nước sôi đó con. Vâng. Rồi nó kêu cứ đây, ngón út này, ngón 2, ngón 3, ngón 4, ngón này. Vẫn có các ngón. Nhưng mà bây giờ thành một cụm đó. Bị bọc. Đúng rồi, đây thành bị bọc. Vâng, một cụm giống như cái bàn chân thì bữa nay đỡ cậu. Đây như cái chỗ này là bưng mũ này. Bưng mũ. Đúng rồi, ví dụ mà không ai ăn cái đồ nếp đồ chi không. Vâng. Vậy thì là bưng mũ. Thức ăn mình cũng phải kiêng đây kiêng đó. Nấu cháo để xay không? Nấu cháo là mình xay đây cho cháu. Nấu cháo để xay. Thế chỉ được ra là cô bị hết, nặng nhất là trong cổ họng á. Đây bị học mà các bạn là bé cổ cứ nghĩa là đi để cho đỡ người phát hiện ra đây đấy. Vâng, vừa về đấy chứ, vừa cái lúc mà cha vừa điền nó là hai tiết. Đó, đây này. Đấy chứ không phải là đây này, các cái đốt phỏng của chắc đây là đây này. Đầu tiên là ra đấy nhá, đầu tiên này, đây này. Đó, sao bắt đầu cái này không xử lý nhanh này. Cái này nó bị phỏng. Đúng rồi, sao không? Cái nốt phỏng thì mình không xử lý nhanh, sẽ kéo rộng hết ra. Bắt đầu xong con vỡ cái chỗ đây ra đây này, đây này. Đó, hai nốt đang bắt đầu đang bắt đầu kéo dài xong bắt đầu tước lớp da đây ra, cố gắng là máu tươi ra đây. Rồi sẽ tước kéo cả cái lớp đi ra luôn. Vâng. Bắt đầu xong máu tươi nước ra xong bắt đầu dần khô dần này. Cái lớp này mình chuẩn bị khô lại đẩy lớp mới lên. Tức là cái lớp mới thì chuẩn bị khô xong cái lớp cũ lại đẩy cứ liên tục. Chứ còn chân tay thì đau không nhầm nhòi ấy, sợ nhất là cái cổ họng. Sợ nhất là cái cổ họng luôn. Vì cái cổ họng nó cái đường ăn uống mà đường thở. Vâng. Nên là lo sợ nhất là cái cổ họng chứ là cái đây cũng đau là đau phần nào. Hôm nay có hai sơ xuống. Con hôm nay con học hai tiết. Con thấy vậy ạ? Đẹp trai nha. Lắng đi, cha. Bận bị hai cha thử về. Lần cha đến thăm á. Hôm nay cha định cha không nói gì thì cha để cho hai sơ nói hết. Nhưng mà cha lại cũng phải lên tiếng cho chào Hoàng tí. Ừ. Hôm nay nghe tin cha xuống thì Hoàng thấy làm sao? Con nghe một lần rồi nhưng mà bảo là cha bạn rồi hả? Tức là sống rồi hôm trước cha hẹn là mà cha có việc bận rằng xuống được rồi. Rồi là đợi từ hôm đó cho đến ngày hôm nay. Nên cha xuống rồi vui hay buồn? Xuống rồi vui nha. Đó, bây giờ Hoàng như vậy mà viết còn đẹp hơn các sơ á. Thì vậy, đẹp hơn cả cha á. Ừ, chứ mà cha xấu thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà Hoàng người đó đâu có ngón đâu. Mà vẫn cầm bút mà viết đẹp. Giờ vừa rồi mới đây Tết nên với mẹ tôi làm. Hôm nay con cũng đỡ rồi đó. Con cũng đỡ lần đỡ thấy nhiều lắm rồi. Chứ biết là mẹ mai thì con ra con đi làm. Ôi trời, chân tay. Con muốn làm để ra Tết là đỡ lần thì mẹ thua cũng được. Trời ơi, mà con định làm cái gì? Bưng nghe rồi con bồi bà lại lau chùi. Làm được cái gì thì làm, thì kiếm tiền nha. Năm nay lớp 12 rồi. Thì nếu mà tay chân bình thường đi làm kiếm tiền được. Ngày xưa cha mới có 10 tuổi cha phải đi cày. Còn cha đi cày đi cấy. Cày bừa cấy hái á. Ừ. Em bố theo mẹ ra ngồi ngoài ngồi trên. Chứ đổ xuống mà chân đi không tiếp. Chân đi tiến lạc không mà nói đi. Lạc mấy sau lạc trong nhà. Thế là thì ngồi trên bờ xong cấy thì cô mô mà đem nước cơm đó thì cấy thì xách cơm với em thì xách cơm mà anh theo thôi. Anh theo chứ xách cái gì nhẹ nhẹ thì em thì xách được cái đồ nặng. Rồi ngồi trên bờ đó. Đó thì hôm nay là hai sơ đến thăm Việt Hoàng nhé. Việt Hoàng thì bệnh giống như Ngọc Nhi. Nhưng mà Nhi thì toàn thân bên ngoài thì bị nặng hơn. Nhưng mà bên trong thì nhẹ hơn. Còn Việt Hoàng thì chỉ bị tay, chân, rồi đằng sau gáy ở trong người nữa. Nhưng mà mặt thì lại không có bị sao. Tóc tai còn ngon lành. Mặt thì cũng đẹp trai nha. Ừ, nhưng mà chỉ tội Hoàng lại thua Ngọc Nhi là cái họng.
cái họng của Việt Hoàng thì là bị loét, bị loét cho nên là không có nói to được và ăn không ăn đồ cứng được, thì phải toàn là nước cháo thôi, ăn chất lỏng thôi. Đấy, cho nên là Hoàng không có nói chuyện giống như Ngọc Nhi được. Ngọc Nhi bên ngoài rất nặng nhưng mà bên trong thì lại lành lặn, cho nên Ngọc Nhi nói đâu vào đấy nha. Thì thế là hôm nay thì như hôm trước thì sơ em đã được đi thăm Ngọc Nhi rồi, biết tình trạng Ngọc Nhi rồi. Hôm nay thì sơ đi thăm Việt Hoàng thì sơ thấy làm sao? Chắc con đi thăm Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi Ngọc Nhi thì không được đi, không được may mắn như Hoàng. Thì Ngọc Nhi thì không được đi học, không thể đến trường đi học được. Nhưng mà Hoàng thì may mắn là đang còn được đến trường để đi học, đang còn được gặp gỡ bạn bè, chơi bạn bè. Thì đấy là cái may mắn của Hoàng. Thì hôm nay gặp Hoàng thì không biết nói gì cả. Chúc Hoàng luôn luôn lạc quan, yêu đời, được đi học. Thì hôm nay em có 12 rồi, cố gắng lên. Đó là người ta, người Việt Nam hay nói là rất giàu hai con mắt mà có hai bàn tay. Thì bây giờ hai bàn tay của Việt Hoàng như vậy thì cũng rất là thiệt thòi. Thì sao thấy sao? Lần đầu tiên con nhìn thấy cảm như thế này, con thấy mình rất là thực sự là một người rất là may mắn. Quay lại cái bản thân của mình, bây giờ đang sống cái đời sống đi tu mà thực sự là có rất là nhiều điều phải cảm tạ thiên chúa và cho mình. Nó như thế này, trong một gia đình tình yêu thương của bố mẹ như thế này, chắc là bố mẹ bên cạnh, bố mẹ của anh Hoàng thực sự này có một cái tình yêu vô bờ bến, hy sinh nhiều lắm đó, to lớn hơn cái tình yêu của bố mẹ mà. Công lao của bố mẹ nhờ, mẹ nuôi con nó các cái lời rất đó mà không nhanh đó là nó lại lan ra nhờ. Từ giây từ phút phải nó thì nói cho đến giờ bệnh tình nó như thế nào, lo lắng suốt ngày. Thực sự là nhiều khi thật chắc còn không ngủ được ạ. Có phải không ạ? Vâng, vâng. Có bà, ông bà trước là trước ạ, cái thật với hai cô là ở bên trong bây giờ nhà vẫn đang còn á, là hai vợ chồng cái đứa con đây này, là bây giờ cái nhà nó vẫn đang còn, thế mình chờ cái hai đâu á. Nhưng mà sau đó là cái thật với cô là mình cũng có lúc hai vợ chồng đặc biệt cũng nhiều tài sản đó, đơn này, bò này, trâu này, nói chung nhiều thứ lắm, nhiều thứ giá trị á. Nói chung có lúc là mấy chục triệu luôn cái tài sản. Sau bà Ly này, có nghĩa là suốt ngày đó cũng nghĩa là không yên, có nghĩa là khóc suốt ngày đêm. Ngủ thì thôi nhưng mà cứ thức là khóc, là hai chân đạp vào nhau, cứ hai chân tì vào nhau, bắt đầu máu và máu tươi bắn. Cứ thật cái cô lúc đó bây giờ nuôi con đang ở bệnh nông thôn á, cũng không biết là cái bệnh gì á. Sao mà lên thành phố mình này thì người ta hỏi là cái đây có điều trị lắm, cội mình phải mang cháu về đó để cho ăn uống, là kéo dài rồi cháu viêm nhiễm rồi, nó là bán hết đồ đòn các cái đồ, có một cái chi là bán hết, trước cũng sáng là cái xe máy xe đồ cùng nhìn cái giá trị bán hết, tức là chỉ có nghĩa là chỉ dốc lòng vì con có một đứa con sống dốc lòng đấy. Sau ông bà nội này cái để máy em nó là cái chờ anh chị sống cơ mà, có nghĩa là đêm hôm thâu đêm hôm máy với nhau, có nghĩa là thâu đêm phút sáng. Rồi bà có thua mang về đây, bà đừng đỡ chứ. Anh chị ở trong nhà bên trong đây cách là có 5 mét rồi, 50 mét. Nhà thì vẫn ở trong đó, tức là anh chị đi hoạt, tức là sống ở trong đó. Xong rồi bà thấy thương tình quá mà suốt ngày đau ốm máu me ve đấy, khắp cả cơ quan đoàn thể. Tức là ông bà thì cứ thôi mang về đây, tức là đón về đây. Đón về đây là ông bà chăm, rồi bây giờ chị làm thêm buổi sáng này chị cũng bán sáng. Sẽ làm thêm ruộng lương, các đồ hoa màu đó. Chứ nói thật em nông thôn như chị mà đúng từ những lúc giờ nay thì thấy cái bệnh này là một không phải là lên bên những cái bên ngoài đây này thì nó chỉ là đơn giản thôi. Nói thật với cô ngày xưa bên trong á, bên trong cái cổ họng mới là cái nguy hiểm. Vâng, bên trong đây này, đấy bên này các quân vẫn có bọc nha, mình để quân vẫn mình đứng ngày thứ hai đó, ngày thứ hai xong rồi là con cứ quấn dần lại, mà hai cái bên đây cô này, hai cái bên đây cũng là hai chân đây là ống đạp vào nhau này, là dùng lá chuối để đạp này chứ có tiền mua băng băng không, bao nhiêu không hiểu là bao nhiêu tiền để dùng dập hết không đây, hai bên này bắt đầu đạp là rút hết ra, bây giờ là rút hết ra cái bạn ra, giờ đây này nặng nhất là cái vùng đây, thôi nó xấu hổ, có nghĩa là rút hết lóc hết ra này cái chỗ cặp quần, cái chỗ bài cặp quần á, có nghĩa là lôi ra, ông bà nghĩ bà cũng thôi có hàng sống ở đâu đó, chắc là mang về, đốn về đây rồi ông bà chăm bảo đỡ chứ thật là nói hai vợ chồng nhà anh chị mà
hai đứa con nó cũng không sống nổi. Có những lúc tưởng tượng nói với con mẹ không mang đi tết, mẹ không mang quần áo của mẹ trên người, mẹ không cần cái gì cả. Nhưng nhiều lúc nghĩ mà nó nằm thon thóp ở trên giường máu mía đầm đìa, lúc nó máu vẫn khóc người chứ cô. Cho nên nằm sau rốt lắm, nhiều xong rồi người ta cho quần áo nhiều ấy, nhưng mà nhiều khi không lại. Thế là xong rồi có nghĩa là hình như cứ một ngày là cắt một cái áo, cái dù mặc này dính vô dính vào cổ xong rồi máu mía đầm đìa là lần cắt cái áo đấy đi, cái mặc áo khác rồi bên trong là rốt lắm. Ôi đuôi các bạn đây nói chung là nhiều lúc nghĩ chắc là ông trưởng tiệt đường sống của mình. Không một ngày yên ổn, có nghĩa là thâu đêm suốt sáng, có nghĩa là thay phiên nhau. Là mỗi lúc ông không ai ông tiểu vào ông nữa là có cái vết thương nó là sốt. Tại cái chi ông gõ lên á, nó là sốt đồng ban, thay phiên nhau. Nhưng nói chung anh thì anh cũng làm đây cũng biết á. Thì nhiều lúc đồng tiền nào cũng thôi, nhiều người ta còn khổ sướng nữa. Thì ủng hộ chứ mình khổ đấy không chắc chắn là được, biết thử mình cũng thử. Thế là xong dần dần rồi đến vài tuổi lại nó biến dần á, thì mình cũng giữ nghĩa là liên tục. Không phải đi làm chỉ nhà mà chỉ đi làm nó mỗi nhà rồi phạt hai phiên. Thế bà thì thương tình bà vẫn về đây là được đỡ chứ thực ra để hai vợ chồng không đủ ăn đâu, không thể đủ ăn chứ đừng có nói lấy thuốc cho con. Thôi được rồi, được rồi, thì hôm nay thì có hai sơ đến thăm nhá, có cha đến thăm. Thế thì vợ chồng năm qua đó là anh gia đình của chú đại của anh đó, gia đình của chú đại anh ở bên Úc á, rất là thương, cho nên là giúp đỡ con trong suốt một năm qua nhá. Rồi hôm nay thì có cả hai cô, đó là cô Trinh, hai cô đó, thôi chẳng nói tên đâu. Có hai cái cô nữa thì thương con vô cùng, năm ngoái cũng được gửi quà cho cô cho con rồi nhá. Hai chị em đó, hai chị em đó ở bên Dallas, bên Arlington đó, thì bang Texas, giúp đỡ cho con $50 nhá, để cho con ăn Tết. Còn từ trước rồi thì nhiều người giúp lắm. Đây này cô Ngọc, đây này đã thoát của cô Ngọc đó. Được rồi, thôi thôi được rồi, được rồi, được, còn nhiều cô lắm. Hoàng vậy thôi mà lắm cô lắm, vây quanh Hoàng là đủ các cô đấy. Đại, đấy đấy, hôm nay rất là tiền cho con ăn Tết nhá. Tiền của chú đại anh của hai cô, cô Yến và cô Trinh, nói rõ là cô Yến với cái Trinh nha. Rồi bây giờ con cảm ơn. Con cảm ơn con anh và mẹ. Trinh con với cô Yến ở tận toàn con. Con chúc năm mới làm sao? Con chúc năm mới các con cũng có thể phát đạt và nhiều sức khỏe và để tiếp tục giúp các đấy. Rồi mẹ con đưa lời. Mẹ thì họ mai năm mới cũng sắp đến rồi. Mẹ thì họ cũng biết nói tiếng ơn trước tiên là cảm ơn cha, người cái cỏ đối. Cảm ơn thầy sơ mai xuống và rất nhiều thời gian giúp thăm con. Cảm ơn chú đại, chú đại cô Trinh cô Yến. Chú đại trong những năm qua thì hỗ trợ giúp cháu rất là nhiều. Mai năm mới thì gia đình cũng biết kia, biết cuối xuống là cảm ơn chú đại rất nhiều. Chú đại của anh, cô Yến, cô Trinh nha. Rồi hãy chúc Việt Hoàng sao? Bây giờ cháu nhân nói gì ngoài cái lời cố gắng và luôn giữ lấy cái tấm lòng tình yêu bố mẹ dành cho Việt Hoàng đấy. Tình yêu của các cô các chú. Các cô các chú nhiều cô lắm. Rồi là các cha, rồi các sư, cháu nhớ đến Hoàng trong lời cầu nguyện. Bây giờ mình cũng đang thương nhiều bạn khác và mình không còn chủ động được. Có nhiều bạn nằm liệt một chỗ bị bại não á, thì sao đó, cho nên là mình đang còn đi đứng được nhá, đang còn viết được, cho dù không có ngón thì mình phải tạ ơn Chúa nhá, tạ ơn Chúa đã, mặc dù gia đình con là bên lương nhưng mà cha thấy là Chúa thương gia đình con vô cùng. Thì khi mà cha đến đây á, là nhiều người Chúa gửi đến đây, nhiều cô, tức là nhiều thiên thần á, đến để mà giúp đỡ cho con nhá. Đó, từ hồi thì mà biết chán rồi thì con nhận được rất là nhiều quà đúng không? Đấy, không thể kể xét được. Thế thì con phải biết đó là ơn mà Chúa ban cho con, cho gia đình con nhá. Rồi năm mới chúc cho gia đình được khỏe mạnh, bình an, và đặc biệt chúc cho con sang năm mới thì bớt bệnh đi nhá. Rồi xin Chúa chữa lành cho con được khỏi bệnh nhá.
Hết lòng cảm ơn gia đình anh chị Đại Anh, gia đình của hai chị Yến Trinh, cũng như là tất cả các cô, các chú từ trước tới giờ đã thương yêu giúp đỡ cho Việt Hoàng. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Xin hết lòng cảm ơn. Hôm nay tôi là cha Paulo Nguyễn Văn Thường, là giám đốc của Ban Ái Caritas số phận Thanh Hóa cùng với các kỹ sư trong ngân ban, thì là đi vào giám mục Thanh Hóa. Hôm nay biết ơn bác hoàn cảnh anh tật, hôm nay công đoàn qua các ân nhân qua đoàn đến thăm động viên sức khỏe gia đình bác cũng như gia đình, chúng tôi chúc cho bác được nhanh mạnh khỏe, công đoàn đã nỗ lực rất là. Thì đây có cả các bác nguyên mặt Hà Tự Hòa, mình cũng đi với đoàn. Rồi tốn kém lắm nha không? Chứ miệng của bác là bình thường nó vậy hay là mới bị bệnh rồi cho biết bị này là hôm cũng hẹn là 10 ngày thế được về nhà mới được mấy ngày là cái đỏ lên rất lên rất cũng là quay ra nữa là kiểu cũng trong bài lại cái mắt cái này cái gì cũng được tức là con cũng hay đi đến bệnh viện, nhưng mà con chưa bao giờ cảm giác thấy người bệnh mà nó khổ như ở bên ung bướu, bên những cái bệnh ung thư á. Tức là cứ 5 ngày có người 7 ngày, có người 10 ngày lại phải đi bệnh viện làm để truyền, để xạ trị, rất là tốn kém. Nhiều người không có tiền để xạ trị, nhưng mà mỗi lần đi truyền thì họ chỉ nắm một nắm cơm đi để ăn thôi. Và lần sau mà bác đi truyền hóa chất là bác chỉ ăn này thì làm sao bác không có sức, bảo là chưa, tôi đi viện nhiều quá rồi, tôi không còn tiền cơ. Bây giờ nếu mà tôi mà cứ mua đồ ăn nhiều á thì tôi không có tiền, tôi thương con tôi lắm. Thì nên là nhiều lúc con cũng nói với mọi người là con cũng hay đi bệnh viện, bởi vì là nhà nào con thì con làm, nhưng mà con chưa thấy cái hoàn cảnh nó như những bệnh ung thư hay là những bệnh ung bướu thì đi viện rất là nhiều lần và nó rất là tốn kém. Và người ta bảo không ốm không đau thì làm giàu mấy chốc, khi mà bị ốm đau bệnh tật rồi thì cho dù có nhà giàu thì cũng trở thành nhà nghèo, cho nên là nó cứ 10 ngày từ đây đi Hà Nội đâu phải ít đâu, nên là đủ thứ. Để giới thiệu với gia đình là hôm nay là có tôi là cha Thường ở bên tòa giám mục Thanh Hóa nhé, bên đạo Công giáo đó, đây là cha sự, đây là cha phó của giáo sư Đạt giáo mà phụ trách những người công đoàn công giáo ở tại thầy Thiệu Hòa đây nha. Vâng. Thiệu Hòa. Thái Khang á. Vâng. Thái Khang, những người đi đạo đó. Có các sơ ở đây.
Đó thì hôm nay đến thăm gia đình ông nhá. Biết được ông bệnh tật địa phương ở đây giới thiệu đó. Cho nên là biết là gia đình ông đi bệnh, ông bệnh gì nhá, ông ung thư máu. Ung thư máu. Số tiền 2 triệu ạ. Ừ. Con chuẩn để góp một phần đạo để cô bác giúp bác là ta thầy gặp thuốc hơn. Ừ. Ở đây các cha các sơ bên đạo đó thì cứ đi hết làng này đến làng khác, xã này đến xã khác, thấy những cái gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ốm đau bệnh tật á, thì để giúp đỡ, không có phân biệt là lương hay là giáo. Và hôm nay thì đến gia đình của bác ở đây, một gia đình bên Lương, nhưng mà chúng tôi không có phân biệt và coi đó như là những người anh chị em của mình, cho nên là giúp đỡ cho bác là số tiền là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng với lại cái lọ dầu gió đó là của cô Quy, cũng như là cô Quy, cô Hằng, các ân nhân của hội bác ái Ai Là Zalo. Giúp đỡ cho bác cái số tiền 2 triệu đồng cùng với lại cái lọ dầu gió, rồi cô Hồng Kông, rồi các ân nhân khác nữa, thúy mì tôm với lại các thứ nước mắm miễn cho gia đình của bác nhá. Một chút khi đói khi bệnh thì nó giống như một cái động lực để cho bác để vượt qua được cái bệnh tật nhá. Chúng tôi cầu nguyện để cho bác được ơn chữa lành, gặp thầy gặp thuốc nhá. Nâng đỡ về tinh thần nhưng mà cũng hỗ trợ về vật chất nhé, để cho gia đình này. Vâng. Vâng. Đây là bà hôm nay, bà cảm thấy như thế nào thì đoàn đến thăm gia đình của bác để chia sẻ cái khó khăn thì nói chung là các học tâm cũng nghe là anh ấy cũng bị bệnh thì là đến gọi là thứ nhất là cái viên, thứ hai nữa là cũng có chút quà để động viên cái tinh thần gia đình, thì cũng không biết nói gì hơn, thì là tôi cũng cảm ơn nhà học tâm. Vâng. Thì chúc cho bà luôn có nhiều sức khỏe, thì chăm ông nhé. Vâng. Và cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho gia đình, cũng như là trả công bội hậu cho tất cả các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã thương giúp đỡ cho gia đình của ông trong lúc bệnh tật khó khăn này nhé. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các sơ, cảm ơn cha sự nhé. Chờ xin cha lưu tâm qua lại đây để giúp đỡ cho gia đình, nâng đỡ cho gia đình trong lúc khó khăn nhé. Với gia đình thì con rất lòng cảm ơn cha giám đốc của quý sơ và thì các thành viên có nhiều cha, con gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân quan tâm đến địa bàn còn các thiết đặc giá của con. Hôm nay trời mưa có cũng đã dành thời gian đến nơi chúng con xin lòng cảm ơn và xin Chúa trả công mà ban muôn ơn lành cho cha và quý sơ cũng như cho tất cả quý ân nhân. Vâng, xin lòng cảm ơn. Vâng, cảm ơn cha phó, cảm ơn quý sơ, nghe Chúa chúc lành cho. Cảm ơn bác rất là nhiều. Trà với các bác ở dưới huyện về với các sơ này. Đây là trường hợp là cháu mồ côi của địa phương. Đây là mẹ của cháu. Chị này có hai anh chị thì có ba cháu. Hiện nay là cả ba cháu đang mồ côi cha cả. Cháu lớn là 24 nhỉ. Cháu muốn năm đi học lớp 7. Lớp 7. Còn lại là thì cháu thứ hai lớp mấy? Thứ hai là 26. Thì đây là cháu thứ ba. Cháu chốt là bố cháu mất là cháu đang ngủ tiếp tục tâm mới có 2 tuổi thôi. Mới có 2 tuổi là bố mất rồi. Cháu là học mầm non. Thế là gia đình chị Lại Thị Vui ở thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú. Chị nay đang nuôi ba cháu một côi và gia đình cũng đang thực hiện hộ nghèo của xã. Một trong những gia đình rất là khó khăn. Chị thì
cũng không được khỏe giống người bình thường. Nên trong cái việc lao động sản xuất để nuôi các cháu cũng gặp rất nhiều gì là vất vả. Nên là hiện nay là chị đang phải nuôi ba cháu của cô thì cũng có nhiều cái mà xã phải quan tâm với các cấp chính quyền. Mong được sự quan tâm truyền đạt rồi. Tức là chị cũng của căn hộ và tức là sức khỏe về tinh thần cũng như là sức khỏe về thể xác nó không được không bình thường, không được vì chúng tôi bình thường nhiều bệnh lắm, nhiều bệnh à, nói chung là nhiều bệnh không có điều kiện lắm, lúc không có điều kiện. Bệnh gì? Nhiều bệnh lắm, bệnh gan như này, dạ dày rồi lấy u cũng nhiều lắm, nên là lắm lúc cũng bố mất rồi, còn mình mẹ thì nuôi cho ba cháu thì cũng không được sống như bố vợ có chồng à, nên là cả vợ cả chồng mà nuôi ba cháu thì cũng thấy chết rồi đây trời, vất vả lắm rồi. Mà cũng muốn đi khám thì cục tiền thì cũng cao lắm, bác bảo là lấy tiền để cho nuôi cho các con à, vâng, cho nên là không kệ nữa, đến đầu một đêm hả, cứ lo cho các con trước, lo cho các cháu trước, mình lo sau nha. Nhưng mà mình phải khỏe rồi mình mới lo cho các con được chứ. Nhưng mà biết vậy nhưng mà lại không lấy được nhỉ? Vì điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn, cho nên là đành phải thế, cam chịu vậy thôi. Quan tâm và lý đến mẹ quần cháu thì mẹ quần cháu cũng cảm ơn bác. Các cháu còn nhỏ chỉ có đi học thôi chứ cũng chưa giúp được cái gì nha. Các cháu cũng chưa giúp được cái ăn ngồi chưa tới được. Đây thì khi bố mất thì là cháu này mới được có 2 tuổi thôi. Vâng, mới có 2 tuổi thì ba. À. Con nhớ bạn đúng không? Rồi anh bị sao mà mất? Anh nhiều bệnh lắm, bệnh nghèo. Bệnh hiểm nghèo, ra mà có tiền nhà giàu thì lại cũng chưa mất. Vì có tiền thì chữa trị nhưng mà lại nhà mình thì nghèo quá nên là gặp bệnh tật. Điều kiện nó vẫn cứ khác hơn mà không có đúng được rồi. Thì đúng là bệnh. Rồi thì hôm nay thì bên các đây là bác Trung nhé, bác Trung là bên hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Yên Định nhé. Anh Huy đây là của xã Yên Phú nhé. Rồi còn cha, được gặp cha bao giờ chưa? Chưa. Hôm nay mới gặp nhỉ? Đây là cha đạo bên nhà thờ nhé. Cha thường viên mục ở dưới tòa giám mục Thanh Hóa. Đấy, dưới tòa giám mục Thanh Hóa. Còn đây là có thấy cái cô nào mà phụ nữ mà lại đi đội cái gì đen đen này trên đầu không? Biết rồi, nhìn trên tivi thì biết rồi. Đấy, đây là các sơ, các nữ tu nhá. Bên các sơ thì tu đó. Thì hôm nay sơ có cái gì cho con? Hôm nay đến thăm gia đình chị, thấy chị có hoàn cảnh khó khăn. Mình nuôi ba cháu, có chút quả năm mì tôm này, có các quý ân nhân. Đây có nhu yếu phẩm nhá, có miến muối này, cái gì ạ? Ông mì tôm cho mẹ đi. Cũng là mình đây là nhiều phạm nhân, cũng là tấm lòng của chúng em, còn thầy có chút quà đây nữa, cảm ơn các thầy sơ sư đây là cha xã bên đạo quan tâm đến mẹ con, là cảm ơn cha bên đạo với tôi nuôi gì cả, cha bên sư đây là một chút quà nhỏ, tất cả những cái này là của các anh nhân của Caritas Thanh Hóa gửi để hỗ trợ các chị một phần nào, chia sẻ với chị hoàn cảnh của chị. Rồi tiền nữa để giúp phụ giúp với các cháu lấy tiền học nhé, cho các cháu. Rồi rồi bác Trung có đôi lời bác Trung. Vâng, thưa cha là trên đường cha đi làm từ thiện thì được anh Huy chủ tịch hội bảo trợ của xã Yên Phú cung cấp thêm thông tin hộ gia đình chị vui, chị vui có ba cháu nhỏ mà chồng mất sớm, như vậy là cha và các sơ đã có cái phần quà giúp đỡ gia đình chị vui, thay mặt cho hội bảo trợ huyện và xã xin được trân trọng cảm ơn cha rất là nhiều, cảm ơn các sơ rất là nhiều đã quan tâm giúp đỡ để các cháu gia đình chị vui cũng như các cháu bớt đi cái phần khó khăn. Vâng, cảm ơn bác Trung và anh Huy. Vâng. Ok, có đôi lời anh Huy. Nhiều cái gì mình tấm lòng của sơ với thầy sơ với bác với lại của anh Huy thì quan tâm đến mẹ con. Quần là cũng không biết nói gì cả thì cũng quần cảm ơn. Thôi cố gắng nhé, cố gắng rồi người ta có cả bố cả mẹ cả vợ cả chồng để gánh ba đứa con, mà bây giờ mình một gánh hai vai, cả bố cả mẹ làm vai trò cả bố cả mẹ để lo lắng cho ba đứa con nhé. Và cuộc sống khó khăn lắm. Đúng vất vả, đúng là lắm lắm cũng
đúng rồi. Hai vợ chồng thì thấy thời gian thì thấy chung với các con thì thấy còn nhanh, mà mình thì cũng là thấy nó chậm, lâu lắm, nó lâu quá nha. Chỉ còn nuôi được ba đứa con như cha mà cho nuôi ba đứa con như vậy cha chịu cho cha nuôi được đâu nhá. Dạ vâng, anh Huy thay mặt cho địa phương. Và anh Huy có đôi lời anh Huy. Dạ vâng, thay mặt cho hội bảo trợ của địa phương xã Yên Phú được xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và sự giúp đỡ từ cha các sư cũng như các nhà hảo tâm để có món quà gửi đến gia đình chị Đại Thị Vui là một trong những hoàn cảnh khó khăn và cũng là khó khăn đặc biệt của địa phương Yên Phú bọn em. Chị đang nuôi ba cháu mồ côi rất chỉ là vất vả, gia đình thì khó khăn và đang công chuyện hộ nghèo của xã. Nên là cũng nhân dịp này thì có chút quà đến cho gia đình và địa phương rất trân trọng những cái tấm lòng hảo tâm và những cái món quà nhỏ để góp phần cùng với địa phương để giúp họ, để cùng với họ để trang trải một phần nho nhỏ cuộc sống cũng như động viên tinh thần cho họ. Vâng, và xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn bác Trung, cảm ơn anh Huy đã luôn đồng hành cùng với những người khuyết tật trẻ mồ côi trong huyện Yên Định cũng như là xã Yên Phú nha. Dạ. Chúc cho các bác anh luôn được nhiều sức khỏe để rồi lại tiếp tục lo cho những người yếu thế trong xã hội. Dạ. Rồi hết lòng cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã hỗ trợ những cái phần quà này để chúng tôi đến chào cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị và xin tiếp tục đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trên hành trình yêu thương để đem hơi ấm của tình Chúa và tình người đến cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin hết lòng cảm ơn. Cái gì? Trên cái nhà, cái tranh nhà chị trên đây là nó đang hư hỏng hết rồi à? Mưa giọt nhiều là cái gì đấy, ngàn lớp áo chia rồi. À, chị ơi. Lớp áo chia rồi, còn ở trên đây thì miệng là chung nhà, anh đi ra ngoài đây là cái đường sau cũng tỏi ra chung nhà. Thì hôm qua chị cũng lên mặt trận tổ quốc của xã, mặt trận tổ quốc bằng cái quỹ của cái quỹ người nghèo các chú ạ. Thì xã đang cố gắng là sẽ dành một cái nguồn quỹ nhỏ nhỏ từ quỹ của xã vận động trong các hộ quỹ người nghèo của xã và có thể báo cáo với họ mặt trận huyện để xin một phần kinh phí để cho nhà chị sửa sang cái nhà này. Được những bước thế là đúng. Cái đó thì đang làm từng bước thôi, nhưng mà cũng chưa thắng được, chưa thắng được. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng là sáng sẽ cố gắng thôi, được tí nào nữa cho tí đấy. Nên là cũng mỗi lần mưa bão là rất luôn một đây. Ồ luôn. Đúng rồi đó. Đây này. Bây giờ nó như vậy như này thì nó có thể sập bất cứ lúc nào như này. Đây là đúng là cái lớp áp gì lớp không thấy được. Nhưng mà tại là cái nhà mình là cái mái ngói, mà ngói thì nó nặng. Nặng mà các cái dùi mè nó mục hết rồi. Thì nó dễ sập lắm. À lâu lắm rồi. Mà từ môi á, cái động đó một lần nó cháu mới thôi. Đợi nhà thiếu đàn ông cho nên là nó nghiêng nghiêng nó siêu siêu vèo vèo đó à. Cho nên là cái nhà cũng nguy hiểm lắm. Vâng vâng. Tường này bục hết rồi nè. Tường đã hỏng rồi. Tường ngày xưa đâu có xi đâu. Vâng. Vôi không? Vâng, vôi hết. Đỡ rác hết rồi. Vâng. Đây là sách rồi cũng. Đợt đến nứt tách tóc hết rồi. Cái này nó vừa nói bên cạnh nứt rồi. À không có đàn ông này, mưa gió chả biết chạy đi đâu nên là bục hết rồi thế này. Đi ra ngoài ngủ nhà cũng sao rồi thì chạy cũng kịp rồi. Ngày nào cũng rồi. Như con là mong của thầy với lại sư với lại của xã là cha với sư, cha với sư là những người sư nha, giúp được một phần nào đỡ đần cho mẹ quân cô chống khổ, cũng có là lúc nắng lúc mưa để chia cho mẹ quân có giấc ngủ cho các cháu. Vâng. Chứ còn bây giờ ngủ là cứ nơm nớp nha. Vâng, cứ mỗi mùa mưa bão là luôn nơm nớp. Nơm nớp. Cha. Vâng. Đấy. Thì cố gắng nhá, rồi biết đâu có ai đã giúp cho mình có được cái mái nhà để che nắng che mưa, không có là cứ nơm nớp như vậy, nhà sập bất cứ lúc nào.
không, cho nên là các bác của chồng mà không màn trời mùa mưa đây là lúc đi là hắn chưa bão nhiều, đến mai đi tháng 4, tháng 5, tháng 6 mà bão nhiều là trớn tụt trớn nặng rồi các bác. Đúng rồi, rồi bác các bác biết rồi nhá. Rồi nè nó hôm nay cha lên có một hết rồi đấy này. Rồi bây giờ cái máy ngói thì rất là nặng và nó có thể sập những cái sập lên các nhà tài trợ. Ông Bi sao ông? Dạ. Ông Bi làm sao? Không nâng. Không nâng được hả? Không nâng được. Không. Vậy à? Ông đau khớp à? Ừ. Đã mình đưa tặng ở tháng 7 năm ngoái, con đầu thì sao? Bạn dấu phải bàn hai tay. Hai tay thì ông không được, không được. Bán hai đầu gối. Rồi cũng đau nhức quanh năm ngày tháng rồi cũng tập tiền miên. Vâng. Thì hai ông bà cũng rất là đau quá. Vâng. Đứa con trai thì lại có ba đứa cháu lại bị nhiễm được máu. Ồ, vậy à? Ừ. Thì là nó rất là vâng vâng. Bên nằm viện. Chứ ông năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. Ông 66 rồi. Vâng. Vâng. Chứ năm chứ 66 là năm 66 mà. Ừ. Chứ ba đứa cháu thì nó bị làm sao? Ngộ độc máu à? Máu phun ra trong ngủ phun ra cứ nắng thì nắng nào là phun ra chảy đầm máu đây. Ô vậy à? Năm cái bệnh viện. À, đi năm bệnh viện nên. Ừ. Cái này 2 năm. Vâng. Chứ là qua uống nước ngoài uống nước nhà làm thì đó. Vâng vâng. Dạ. Đứa 10 tuổi đứa 8 tuổi. Ừ. Vâng. Còn cái thằng thứ ba thì lấy cái đầu kia mới thoát. Vâng. Ừ. Tay không lên bên chồng. Ừ. Tay ngồi dưới bên. Vâng. Đã tôi vất vả qua cái này 2 năm xa cá nhập. Thời kỳ. Và sạt nghiệp rồi chứ một người bệnh người không sạt rồi bây giờ ba đứa sạt nghiệp rồi như vậy. Ừ. Thì đấy còn ông bà ở đây cái nhà này nó cũng lụp sụp nha. Vâng. Cũng định như chết thì không ngồi được hay như thế. Thành đô thân mạng nào mà không qua năm. 2 năm trời tôi làm cái nhà 2 năm rồi. Ừ. Chứ bây giờ không có đủ tiền để mà xây mà sửa cái gì nữa. Hết có muốn tân ca sửa sang xây lại nhà mới không? Ừ. Khi nó phải tính cấp tiền để ra chứ còn. Tính cấp tiền. Ai cũng muốn cái nào mong muốn lắm nhưng mà khả năng thì không thể được à. Rút là rút. Ba nhà ba thì cũng làm khác mà thuốc khác. Đúng rồi, không uống không đau làm giàu mấy chốc đấy. Đúng vậy. Ừ. Vâng. Cũng cha mỗi cảnh gì làm gì vào. Ừ. Với số mỗi người mỗi bạn thu vâng. Ai cũng sướng cả ra khổ cho. Đúng rồi. Ôi đã làm. Chút lạnh chưa. Còn cái sướng dùng cho người khác cái khổ mình chịu lấy. Vâng. Cái nhân nếu được và đẹp lòng Chúa thì gia đình cũng rất là mong được sự chăm sóc, quan tâm hỗ trợ để có thể có được cái ngôi nhà cho nó tặng. Thôi, hai bạn vừa là già yếu rồi cũng đau bệnh tật quanh năm. Rồi con cái cháu chắc thì lại cũng bệnh tật và cả có ba đứa cháu thì đều phải đi bệnh viện quanh năm. Ồ, rất là vất vả. Xem lại có hai bị rồi. Mưa là đấy chị chưa chậu rồi chôn. Mưa thì đấy nhà nên tôi gọi là khách sạn mấy cả nghìn sao thì đấy. Đây là khách sạn. Cứ như là con may ở cái chỗ con không cần phải con ông già để làm trong nhà là biết rồi đó. Biết cầu thang. Lúc trời cao cao cả. Cái để trên tay chứ mình cha thì xuống hoa quát quát thằng vừa quát chỉ lên để cha tiền nó còn cái này ông ơi, con xin ông lắm. Chồng mà ông mà khỏe lại tôi khỏe nhà ông khỏe tay chồng khỏe cho nên là tôi không. Cái tay ông như vậy làm sao mà ông treo lên mấy nhà cũng không bị chát thì không đấy là. Không ai làm cho. Ừ. Không. Ừ. Ừ. Chồng xuống nó ướt đấy không nằm được cô bà cứ phát thang. Vậy còn thấy sai không? Không cha ơi. Cô đúng không? Cái gì đó là thôi. Vâng, là chán quấn chồng đó. Chán quấn chồng. Nhà cửa. Đi lễ là con có phải mặc quần áo cho nên bỏ mô con chứ không mặc quần áo cho tôi ông tôi mặc để tôi đi tám như vậy. Thì bà cứ đi ở nhà cái cửa quanh ông vừa qua như ông ở nhà ông mặc nó khô. Nên con ông mô con đi lễ con có phải mặc quần áo. Đó bây giờ là ông không mặc được quần áo được, không mặc quần áo cái tay như vậy. Vừa qua thì ăn con một cái đút mà ăn cái hào vệ sinh nói chung là con mặn hết. Ô bà mặn hết rồi ông á. Nó con đi đây, có cái hai chân con này là tốt này trong như thế này không có mặn chi được mọi người. Đúng không? Tôi đi ông chân thì ông ơi hôm nay là có trà sứ nhá, trà rượu đó.
rồi đây ta thường các sơ nữa đến thăm ông bà nhá, rồi cũng có ít quà cho ông bà, có ít tiền, với lại có một cái lọ dầu xanh, dầu gió đó từ bên Mỹ gửi về cho ông nhá. Dầu xanh của cô Kim Quy, còn tiền đó là của cô Hằng ở bên Mỹ khoa hội Ai La Giao giúp đỡ cho ông bà nhé. Trong cái lúc khó khăn này, hy vọng rằng qua cái video clip này thì có người thương ông để mà giúp cho ông bà sửa lại cái nhà nhé, đừng mái nhà con trời nắng che mưa nhé. Rồi cảm ơn ông bà, cảm ơn cô Quy đã cho ông giàu, cảm ơn cô Hằng đã giúp đỡ cho ông ít tiền nhé, rồi ông bà ít tiền rồi. Vâng, cảm ơn hội bác ái Ailaro đã luôn đồng hành cùng với Ca Tát Sinh Hóa để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin chúc lành trả công với hỗ trợ tất cả quý vị. Anh bị lâu chưa? Đây cái ngón vẫn có trong đây chứ. Vâng. Và đây là cái ngón của con này nằm trong đây này. Nó bị bọc. Vâng. Cái ngón trong đây xong là quá trình cứ phòng rộp lên hắn ghét lớp ly xong hắn lại sang lớp hắn kéo lại kéo giống như mình bị phòng nước sôi đấy con. Vâng. Rồi nó kêu cứ đây ngón út này, ngón hai, ngón ba, ngón bốn, ngón này vẫn có cái ngón nhưng mà bị trở thành một cụm đó. Nó là bị bọc. Đúng rồi. Đây thành bị bầm vào. Vâng, một cụm giống như cái bàn chân vịt bữa nay đó cậu. Đây như cái chỗ này là bưng mũ này. Bưng mũ. Đấy đúng rồi, ví dụ mà không ai ăn cái đồ nếp đồ chi vô. Vâng, vậy thì là bưng mũ. Thức ăn mình cũng phải kiêng đây kiêng đó. Nấu cháo để xay không? Nấu cháo để mình xay đây chứ cháu. Nấu cháo để xay. Thế chỉ được hai gian rồi. Cô bị hết, nặng nhất là trong cổ họng mất. Đây đi học mà các bạn là bé cổ cứ nghĩa là đi để cho đỡ người phát hiện ở đây này. Vâng, vừa về đấy chứ, vừa lúc mà cha vừa điện hôm nay hai tiết. Đó, đây này. Đấy chứ không phải là đây này, các cái nốt phòng mà chắc đây là đây này. Đầu tiên là ra đấy nhá, đầu tiên đây này. Đó, xong bắt đầu cái này không xử lý nhanh này. Cái này nó bị phòng. Đúng rồi, xong không. Cái nốt phòng thì mình không xử lý nhanh này, sẽ kéo rộng hết ra. Bắt đầu xong con vỡ cái chỗ đây ra đây này, cái đây này. Đó, hai nốt đang bắt đầu đang này, bắt đầu kéo dài xong bắt đầu tước lớp ra đây là có cái là máu tươi đây. Nó sẽ tước kéo cả cái lớp đi ra luôn. Vâng. Bắt đầu xong máu tươi nước ra xong bắt đầu dần khô dần này. Cái lớp này mình chuẩn bị khô lại đấy lớp mới lên. Tức là cái lớp mới thì chuẩn bị khối xong cái lớp cũ lại đấy cứ liên tục. Chứ còn chân tay thì đau không nhầm nhòi ấy. Sợ nhất là cái cổ họng. Ừ. Sợ nhất là cái cổ họng luôn. Bởi vì cái cổ họng nó cái đường ăn uống mà đường thở. Ừ. Là nỗi sợ nhất là cái cổ họng chứ mà cái là đây đau là đau phần nào thôi. Hôm nay có hai sơ xuống. Còn hôm nay con học hai tiết. Đấy mấy này ạ? À? Con cháu đẹp trai nha. Hôm nay cha định cha không nói gì rồi cha để cho hai sơ nói hết. Nhưng mà cha lại cũng phải lên tiếng cho cha Hoàng tí. Và hôm nay nghe tin cha xuống thì Hoàng thấy làm sao? Con nghe một lần rồi nhưng mà bảo là cha bệnh. Rồi hôm trước cha hẹn là mà cha có việc bận chàng xuống được rồi. Rồi là đợi từ hôm đó cho đến ngày hôm nay. Thế cha xuống người vui hay buồn? Xuống người vui nha. Đó, bây giờ khoảng như vậy mà viết còn đẹp hơn các sơ á. Thì vậy, đẹp hơn cả cha. Ừ, chứ cha xấu thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà bạn đó đâu có ngón đâu mà vẫn cầm bút mà viết được. Giờ vừa rồi mới đây Tết nên mẹ tôi làm. Hôm nay con cũng đỡ rồi đó. Con cũng đỡ thấy nhiều lắm rồi. Chứ là mẹ mai Tết con ra con đi làm. Ô trời chân tay. Con muốn làm để giáp Tết là đỡ rồi nên mẹ thuốc cũng được. Trời ơi, con định làm cái gì? Bưng bê rồi con bồi bàn cái lau chùi. Làm được cái gì làm thì kiếm tiền nha. Năm nay lớp 12 rồi. Thì nếu mà tay chân bình thường đi làm kiếm tiền được, ngày xưa cha mới có 10 tuổi cha phải đi cày, còn cha đi cày đi cấy, cày bừa cấy hai á,
Thì bố theo mẹ ra nó ngồi ngoài, ngồi trên, chứ đổ xuống ở chân đi cũng thích. Anh đi tiến lạc, cũng rồi đi làm bếp sau, lạc bếp trong nhà. Thế là thì người ngồi trên bờ thôi. Thì cấy thì bố mua mà đêm nước cơm đó thì cấy thì xách cơm với em thì xách cơm mà anh theo thôi. Anh theo chứ nó xách cái gì nhà, em thì xách được cái đồ nặng. Rồi ngồi trên bờ đó, bố nhà cái. Đó thì hôm nay là Hải Sơ đến thăm Việt Hoàng nhé. Việt Hoàng thì bệnh giống như Ngọc Nhi, nhưng mà Nhi thì toàn thân bên ngoài thì bị nặng hơn, nhưng mà bên trong thì nhẹ hơn. Còn Việt Hoàng thì chỉ bị tay, chân, rồi đằng sau gáy ở trong người nữa. Nhưng mà mặt thì lại không có bị sao, tóc tai còn ngon lành, mặt thì cũng đẹp trai nha. Ừ, nhưng mà chỉ tội Hoàng lại thua Ngọc Nhi là cái họng của Việt Hoàng thì là bị loét, bị loét cho nên là không có nói to được và ăn không ăn đồ cứng được, thì phải toàn là nước cháo thôi, ăn chất lỏng thôi. Thế cho nên là Hoàng không có nói chuyện giống như Ngọc Nhi được. Ngọc Nhi bên ngoài rất nặng nhưng mà bên trong thì lại lành lặn, cho nên Ngọc Nhi nói đâu vào đấy nha. Thì thế là hôm nay thì như hôm trước thì sơ em đã được đi thăm Ngọc Nhi rồi, biết tình trạng Ngọc Nhi rồi. Còn hôm nay thì sơ đi thăm Việt Hoàng thì sơ thấy làm sao? Trước con đi thăm Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi Ngọc Nhi thì không được may mắn như Hoàng, thì Ngọc Nhi thì không được đi học, không thể đến trường đi học được. Nhưng mà Hoàng thì may mắn là đang còn được đến trường để đi học, đang còn được gặp với bạn bè, cho nên bạn bè thì đấy là cái may mắn của Hoàng. Thì hôm nay gặp Hoàng thì không biết nói gì cả. Chúc Hoàng luôn luôn nạp quan yếu đời và được đi học. Thì hôm nay em cũng 12 rồi, cố gắng lên. Đó là người Việt Nam hay nói là giàu hai con mắt mà có hai bàn tay. Thì bây giờ hai bàn tay của Việt Hoàng như vậy thì cũng rất là thiệt thòi. Thì sao thấy làm sao? Đúng là lần đầu tiên con nhìn thấy cảnh như thế này, con thấy mình cũng là thực sự là một người rất là may mắn. Quay lại cái bản thân của mình bây giờ đang sống cái đời sống đi tu mà thực sự là có rất là nhiều điều phải cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình. Hoàng lọ như thế này, trong một gia đình tình yêu thương của bố mẹ như thế này, thực ra là bố mẹ bên cạnh, bố mẹ của em Hoàng thực sự là có một cái tình yêu vô bờ bến, hy sinh nhiều lắm đó, cái gì to lớn hơn cái tình yêu của bố mẹ mà. Công lao của bố mẹ nhờ mẹ nuôi con nó các cái lửa đất nó mà không nhanh đó là nó lại lan ra nhờ. Từ giây từ phút phải nóng như nói cho đến giờ bệnh tình như thế nào lo lắng suốt ngày. Thực sự là nhiều khi thật chắc còn không ngủ được ấy ạ. Có phải không ạ? Vâng. Có bà ông bà lúc tuần trước ạ, cái thật với hai cô là bên trong bây giờ nhà vẫn đang còn á, là hai vợ chồng với cái đứa con đây này, là bây giờ cái nhà nó vẫn đang còn, thế mình chờ cái hai đâu đó. Nhưng mà sau đó là cái thật với cô là cũng với lúc hai vợ chồng đặc biệt là cũng nhiều tài sản á, đơn này, bò này, trâu này, nói chung nhiều thứ lắm, nhiều thứ giá trị á. Thế chung con là một lúc là mấy chục triệu luôn, cái tài sản. Sau bạn đi này, có nghĩa là suốt ngày đó ốm, nghĩa là không yên, có nghĩa là khóc suốt ngày đêm. Ngủ thì thôi nhưng mà cứ sau thức là khóc là hai chân đạp vào nhau, cứ hai chân bì vào nhau, bắt đầu máu còn máu tươi vẫn. Cái thằng cái cô lúc đó bây giờ cô con ta mình ở nông thôn á, cũng không biết là cái bệnh gì á. Sau mang lên thành phố mình này, thì người ta hỏi là cái đây có điều trị lắm cột, thì mang cháu về đó cho ăn uống, thế là kéo dài cháu viêm nhiễm được. Thế là bán hết đồ đoàn các thứ, là có một cái gì là bán hết, trước cũng sống là cái xe máy xe đồ cùng nhìn cái giá trị bán hết. Rất là chỉ có nghĩa là chỉ dốc lòng vì con có một đứa con sống dốc lòng vậy đó. Rồi ông bà nội này cái để máy đi em vẫn làm cái trời anh chị sống không đâu mà có nghĩa là đêm hôm thâu đêm hôm thay phiên nhau, có nghĩa là thâu đêm phút sáng. Rồi ông bà cũng vô mang về đây, ông bà đừng đợi chứ anh chị ở trong nhà đi trong đây cách lại khoảng cái 500 mét luôn nhỉ, 500 mét nhà gì vẫn còn ở trong đó. Thế là anh chị sinh hoạt tức là sống ở trong đó. Xong rồi ông bà cái thương tình quá mà suốt ngày đau uống máu mê về hết khắp cả cơ quan đoàn thể. Tức là ông bà thì cứ thôi mang về đây đi, tức là vốn về đây, vốn về đây là ông bà chăm. Rồi bây giờ chị làm thêm thì sáng thì chị cũng bán sáng rồi làm thêm luôn lương cái đồ hoa màu đó.
chứ nói thật em nông thôn như chị mà đúng từ lúc giờ nay thì biết hết cái bệnh này là một không phải là lên bên những cái bên ngoài đây này thì nó chỉ là đơn giản thôi. Thật với cô ngày xưa bên trong á, bên trong cái cổ họng mới là cái nguy hiểm. Vâng, bên trong đây này, đấy bên này các quấn vẫn có mọc nhá, mình để quân rồi vẫn mình đứng ngày thứ hai đấy. Đến ngày thứ hai xong rồi là nó cứ quấn dần lại, mà hai cái bên đây cô này, hai cái bên đây cô là hai chân đây là ống đạp vào nhau này, nó dùng lá chuối để đạp chứ có tiền mua băng quăng không? Không như không nhận được bao nhiêu tiền là cứ dùng thật hết không đây. Hai bên đây bắt đầu đạp nó rút hết ra, bây giờ nó rút hết ra cái đoạn này ra. Giờ đây nặng nhất là cái vùng đây. Thôi thôi, nó sau khổ. Có nghĩa là rút hết, lắp hết ra này cái chỗ cặp quần, cái chỗ bạch cặp quần á, như cả lôi ra. Ông bà nghĩ ông bà cũng thôi, có hàng sống ở đâu cũng đó, rất là mang về. Tốn về đây rồi ông bà chăm bẩm đỡ, chứ thực ra bà nói hai vợ chồng nhà anh chị mà với hai đứa con nó cũng không sống nổi. Có những lúc tưởng tượng nói với con, mẹ ông bà đi tết, mẹ ông bà một chỗ quần áo của mẹ trên người, mẹ không cần cái gì cả. Nhưng nhiều lúc nghĩ mà nó nằm thốt thốt ở trên giường mà máu mẹ đầm đìa, lúc nó máu quấn khắp người chứ cô. Cái chỗ là nằm sau rốt lá nhiều, xong rồi người ta cho quần áo nhiều đi nhưng mà kêu không lại. Thế là xong rồi có người đọc hình như cứ một ngày là cắt một cái áo, cái dù mặc này dính vô dính một cổ, xong rồi máu bia bên hết là lần cắt áo đi, phải mặc áo khác rồi bên trong là lót lát. Ô nuôi cái bạn đây nói chung là nhiều lúc nghĩ cũng chắc ông trời cũng tiệt đường sống mình, không một ngày yên ổn cậu, có nghĩa là thâu đêm suốt sáng, có nghĩa là hay phiên nhau. Thế là mỗi lúc ông không may ông tiểu vào ông nữa là có cái vết thương nó là xuất. Thế cái chim cũng gõ lên á, hoặc là sốt đồng ban thay phiên nhau. Nhưng mà nói chung anh thì anh cũng làm đây, anh cũng biết á. Thế nhiều lúc đồng phiên nào cũng thôi, nhiều người ta còn khổ sở nữa. Thì cũng hồ chi mình khổ đấy không, chắc chắn là rồi cũng hết thử, mình cũng thử. Thế là xong dần dần rồi đến vài tuổi là anh cũng đến dần á. Thì mình cũng rồi, cũng nghĩa là liên tục. Không mà đi làm thì chỉ nhà, mà chỉ đi làm nó mới nhà. Thế là hai phiên. Thế bà thì thương tình và bà về đây rồi đợi đói chứ thực ra để hai vợ chồng không đủ ăn này. Không thể đủ ăn. Chứ đừng có nói lấy chuối cho con thôi. Ừ. Thôi được rồi. Được rồi, thì hôm nay thì có hai sơ đến thăm nhá, có cha đến thăm. Thế thì vợ chồng năm qua đó là anh gia đình của chú Đại của anh đó. Gia đình của chú Đại anh ở bên Úc á là rất là thương. Thế cho nên là giúp đỡ con trong suốt một năm qua nhá. Rồi hôm nay thì có cả hai cô, đó là cô Trinh. Hai cô đó thôi, chẳng nói tên nào. Có hai cái cô nữa thì thương con vô cùng. Năm ngoái cũng được gửi quà cho cô, cho con rồi nhá. Hai chị em đó, hai chị em đó ở bên Dallas, bên Arlington đó, thì bang Texas, giúp đỡ cho con $50 nhá, để cho con ăn Tết. Còn từ trước giờ thì nhiều người giúp lắm. Đây này cô Ngọc, cái này lá thóc của cô Ngọc đó. Rồi thôi được rồi. Rồi còn nhiều cô lắm. Hoàng vậy thôi mà lắm cô lắm. Vây quanh Hoàng là đủ các cô đấy. Đấy. Đấy hôm nay rất là tiền cho con ăn Tết nhá. Tiền của chú Đại Anh của hai cô. Cô Yến và cô Trinh, cho nên do là cô Yến với cô Trinh nha. Rồi bây giờ con cảm ơn. Con anh và mẹ. Cô Yến ở tận ngoài con. Con chúc năm mới làm sao? Con chúc năm mới các cô chú có thể phát đạt và nhiều sức khỏe và để tiếp tục giúp các bạn. Đấy, rồi mẹ con đưa lời. Thì họ không biết nói từ trước kia là các cha là người cái cỏ đối. Cảm ơn thầy sơ nói số một nhiều thời gian giúp thật con. Cảm ơn chú Đại, cô Trinh, cô Yến. Chú Đại trong những năm qua thì hỗ trợ giúp cháu rất là nhiều. Ngày năm mới thì gia đình không biết kia, biết cuối xuống là cảm ơn chú Đại rất nhiều. Chú Đại của anh, cô Yến, cô Trinh nha. Rồi hãy chờ chúc Việt Hoàng sao. Bây giờ cháu nhân nói gì ngoài cái lời cố gắng và luôn giữ lấy cái tấm lòng tình yêu với mẹ chẳng cho Việt Hoàng đấy. Tình yêu của các cô các chú. Các cô các chú. Nhiều cô lắm. Mọi người. Và bây giờ các cha, bây giờ các sơ, cũng nhớ đến Hoàng trong lời cầu nguyện. Bây giờ mình cũng đang thương nhiều bạn khác và mình đang cần chủ động được. Em đi làm.
có nhiều bạn nằm liệt một chỗ bị bại não á thì sao đó, cho nên là mình đang còn đi đứng được nhá, đang còn viết được, cho dù không có ngón thì mình phải phải tạ ơn Chúa nhá, tạ ơn Chúa đã, mặc dù gia đình con là bên lương nhưng mà cha thấy là Chúa thương gia đình con vô cùng. Nên khi mà cha đến đây á, là nhiều người Chúa gửi đến đây, nhiều cô, tức là nhiều thiên thần á, đến để mà giúp đỡ cho con nhá. Đó, từ hồi thì mà biết chán rồi thì con nhận được rất là nhiều quà đúng không? Đấy, không thể kể xét được. Thế thì con phải biết đó là ơn mà Chúa ban cho con, cho gia đình con nhá. Rồi, năm mới chúc cho gia đình được khỏe mạnh, bình an. Và đặc biệt chúc cho con sang năm mới thì bớt bệnh đi nhá. Rồi xin Chúa chữa lành cho con, cho con được khỏi bệnh nhá. Hết lòng cảm ơn gia đình anh chị Đại Anh, gia đình của hai chị Yến Trinh, cũng như là tất cả các cô, các chú từ trước tới giờ đã thương yêu giúp đỡ cho Việt Hoàng. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Xin hết lòng cảm ơn. Thì hôm nay có, đây là cha Paulo Nguyễn Văn Thường, giải giám đốc của Ba Gái Caritas số phận Thanh Hóa, cùng với các kỹ sư trong ban. Thì là đi vào giám mục Thanh Hóa. Hôm nay biết ơn bác hoàn cảnh bệnh tật, hôm nay công đoàn qua các ân nhân qua đoàn đến thăm động viên sức khỏe cho đến bác cũng như gia đình. Chúng tôi chúc cho bác được nhanh mạnh khỏe. Chúng tôi đã nỗ lực giúp đỡ. Ở đây có cả các bác nguyên mặt đó. Bà Tự Hòa mình cũng đi với đoàn. Bây giờ bác này hay bác còn có con gái còn ai ở bên trong? Có hai bà. Dạ có từng tuần đi với bà với cháu nội. Bây giờ ở con trai đi. Dạ. Không thì đang điều trị ở viện con gái lấy chồng. Vâng, chồng. Bác bị ung thư máu ạ. Bác phát hiện bệnh lâu chưa ạ? Công ty. Là các bác phải điều trị bệnh dưới bệnh viện. Chúng là nhà khoa tỉnh thì cũng là cả rồi là Hà Nội. Thế là bây giờ đặt một cái đi đấy. Vâng. Bên này. Chị đã ở đây sao? Đây còn có một con trai nhà. Dạ. Và trong đó thì trước thì con cũng đi chăm một cái chị hồ sơ nhà con ấy. Bị ung thư ở bệnh viện ung thư Hà Nội. Thì con thấy rất là thương. Tức là con cũng hay đi đến bệnh viện nhưng mà con chưa, ý là chưa bao giờ cảm giác thấy người bệnh mà nó khổ như ở bên ung bướu, bên những cái bệnh ung thư ạ. Tức là cứ 5 ngày có người 7 ngày, có người 10 ngày lại phải đi bệnh viện một lần để truyền, để xạ trị. Tức là tốn kém, nhiều người không có tiền để xạ trị nhưng mà mỗi lần đi truyền thì họ chỉ nắm một nắm cơm đi để ăn thôi. Và sao mà bác đi truyền hóa chất và bác chỉ ăn về thì làm sao bác có sức, bảo là chưa, tôi đi viện nhiều quá rồi, tôi không còn tiền nữa. Bây giờ nếu mà tôi mà cứ mua đồ ăn nhiều á
thì tôi không có tiền, tôi thương con tôi lắm. Thì nên là nhiều lúc con cũng nói với mọi người là con cũng hay đi bệnh viện, bởi vì là nhà nào con thì con làm. Nhưng mà con chưa thấy cái hoàn cảnh nó như những bệnh ung thư hay là những bệnh ung thư thì đi viện rất là nhiều lần và nó rất là tốn kém. Rồi người ta bảo không ốm không đau thì làm giàu mấy chốc. Khi mà mình ốm đau bệnh tật rồi thì cho dù có nhà giàu thì cũng trở thành nhà nghèo. Cho nên là nó cứ 10 ngày từ đây đi Hà Nội đâu phải ít đâu. Nên là thứ để giới thiệu với ông với gia đình là hôm nay là có tôi là cha thường ở bên tòa giám mục Thanh Hóa nhé, bên đạo Công giáo đó. Còn đây là cha sự, đây là cha phó của giáo sư Đạt giáo mà phụ trách những người công đoàn Công giáo ở tại thầy Thiệu Hòa đây nha. Vâng. Thiệu Hòa. Mình Thái Khang ấy. Vâng. Thái Khang, những người đi đạo đó. Có các sơ ở đây. Đó thì hôm nay đến thăm gia đình ông nhá. Biết là ông bệnh tật ở địa phương ở đây giới thiệu đó. Cho nên là biết là gia đình ông đi bệnh, ông bệnh gì ngã ông ung thư máu. Ung thư máu. Nên là các cha các sơ con muốn chia sẻ cái bệnh tật với bác một chút. Bác có thể có thêm cái nguồn động viên, nguồn khích lệ để bác có thể chiến đấu với cái bệnh tật của mình. Thì trước thì chúng ăn xương với hai quả, đây là mì tôm, nếu như không ăn cũng lại miến. Nếu như là đây có lọ dầu, dầu gió này, thì lọ dầu rất là tốt. Bác có thể xoa vào tay vào khi trái gió trở trời, khi đau nhức xương khớp ạ, thì đều có thể xoa nó. Số tiền 2 triệu ạ. Ừ. Con cho mình để góp một phần nhỏ để cho bác thầy gặp thuốc hơn. Ừ. Ở đây các cha các sơ bên đạo đó thì cứ đi hết làng này đến làng khác, xã này đến xã khác, thấy những cái gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ốm đau bệnh tật đó, thì để giúp đỡ, không có phân biệt là lương hay là giáo. Và hôm nay thì đến gia đình của bác ở đây, một gia đình bên lương, nhưng mà chúng tôi không có phân biệt và coi đó như là những người anh chị em của mình, cho nên là giúp đỡ cho bác là số tiền là 2 triệu đồng nhá, 2 triệu đồng với lại cái lọ dầu gió đó là của cô Quy cũng như là cô Quy, cô Hằng, các ân nhân của hội bác ái Ai Gà Zalo. Giúp đỡ cho bác cái số tiền 2 triệu đồng cùng với lại cái lọ dầu gió, rồi cô Hồng Kông, rồi các ân nhân khác nữa, rồi mì tôm với lại các thứ nước mắm miến cho gia đình của bác nhé. Một chút khi đói khi bệnh nữa thì nó giống như một cái động lực để cho bác để vượt qua được cái bệnh tật nhé. Chúng tôi cầu nguyện để cho bác được ơn chữa lành, gặp thầy gặp thuốc nhé. Tình nó không giàu là lên, nhưng mà vừa tình cảm nó vừa vật chất. Tôi cũng xin cảm ơn nó nâng đỡ về tinh thần nhưng mà cũng hỗ trợ về vật chất nhé, để cho gia đình này. Vâng. 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 Đây là bà hôm nay bà cảm thấy như thế nào thì đoàn đến thăm gia đình bác để chia sẻ cái sự khó khăn thì, nói chung là các học tâm thì cũng nghe là ai như các vị bạn thì là đến rồi là thứ nhất là cảm ơn, thứ hai nữa là cũng có chút quà để động viên cái tinh thần gia đình thì cũng không biết nói gì hơn thì là tôi cũng cảm ơn nhà học tâm. Vâng. Thì chúc cho bà luôn có nhiều sức khỏe thì chăm ông nhé. Vâng. Và cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho gia đình cũng như là trả công bội hậu cho tất cả các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã thương giúp đỡ cho gia đình của ông trong lúc bệnh tật khó khăn này nhé. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các sơ, cảm ơn cha sự nhé. Chào, xin cha lưu tâm qua lại đây để giúp đỡ cho gia đình, nâng đỡ cho gia đình trong lúc khó khăn nhé. Con để mặt cho giáo sư với gia đình con rất lòng cảm ơn cha giám đốc cũng bây giờ và thì các thành viên được vào cha, con gửi lời cảm ơn với thân nhân quan tâm đến địa bàn còn các thiết đặc giá đến con đường hôm nay thầy mới có xin đã dành thời gian đến nơi với chúng con xin lòng cảm ơn và xin Chúa trả công mà ban muôn đơn lành cho thầy cha, thầy sư cũng như tất cả các anh em, vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn cha phó, cảm ơn quý sư, nhé, Chúa chúc lành cho.
Cảm ơn bác rất là nhiều. Trà với các bác ở dưới huyện về với Ngân Sơn về. Đây là trường hợp là cháu mồ côi của địa phương, đây là mẹ của cháu. Chị này có hai anh chị thì có ba cháu. Hiện nay là cả ba cháu đang mồ côi cha cả. Cháu lớn là 24 nhỉ. Cháu lớn mấy tuổi? Cháu 4 năm đi học lớp 7. Lớp 7. Còn lại là thì cháu thứ hai lớp mấy? Cháu thứ hai là 26. Thì đây là cháu thứ ba. Cháu thứ ba. Cháu nhốt là bố cháu mất là cháu đang ở cái tuổi năm mới qua 2 tuổi thôi. À, mới có 2 tuổi là bố mất rồi. Cháu đang học mầm non. Đây là gia đình chị Lại Thị Vui ở thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú. Chị nay đang nuôi ba cháu mồ côi và gia đình cũng đang thực hiện hộ nghèo của xã. Một trong những gia đình rất là khó khăn. Chị thì cũng không được khỏe giống người bình thường. Nên trong cái việc lao động sản xuất để nuôi các cháu cũng gặp rất nhiều gì là vất vả. Nên là hiện nay là chị đang phải nuôi ba cháu của cô thì cũng có nhiều cái mà xã phải quan tâm với các cấp chính quyền. Mong được sự quan tâm truyền đạt từ tức là chị cũng của các hộ đạo. Vâng, tức là sức khỏe về tinh thần cũng như là sức khỏe về thể xác nó không được không bình thường, không được về giống như bình thường. Cũng nhiều bệnh lắm. Nhiều bệnh, nói chung là nhiều bệnh. Nói chung là không có điều kiện lắm, lúc cũng không có điều kiện. Bệnh gì? Thì nhiều bệnh lắm. Bệnh gan này, dạ dày này, lấy u cũng nhiều lắm, nên là lắm lúc cũng bố bắt đầu của mình mẹ thì nuôi cho ba cháu thì cũng không được giống như bố vợ của chồng. Cả vợ cả chồng mà nuôi ba cháu thì cũng thấy chết rồi đây trời, vất vả lắm rồi. Mà cũng muốn đi khám thì cục tiền thì cũng cao lắm. Bác bảo là nuôi để lấy tiền để cho nuôi cho các con. Vâng, cho nên là cũng không ok nữa hả, đến đâu mới đến hả. Để lo cho các con trước, để lo cho các cháu trước, mình lo sau nha. Nhưng mà mình phải khỏe rồi mình mới lo cho các con được chứ. Nhưng mà biết vậy nhưng mà lại không lấy được nha. Vì điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn, cho nên là đành phải cam chịu vậy thôi. Quan tâm và lý ý đến mẹ quần cháu thì mẹ quần cháu cũng cảm ơn các bác. Các cháu còn nhỏ thì có đi học thôi chứ cũng chưa giúp được cái gì nha. Các cháu cũng chưa giúp được cái ăn ăn rồi chưa tới được. Ăn chơi là còn ít thằng cũng có. Thế thì khi bố mất thì là cháu này mới được có 2 tuổi thôi. Vâng, mới có 2 tuổi thì ba. Rồi anh bị sao mà mất? Anh nhiều bệnh lắm, bệnh nghèo. Bệnh nghèo, dám bảo có tiền, nhà giàu thì lại cũng chưa mất. Vì có tiền thì chữa trị, nhưng mà lại nhà mình thì nghèo quá nên là thì gặp bệnh là tật. Nó cứ khác hơn mà không có đúng được rồi. Thì cũng là bệnh. Rồi thì hôm nay thì bên đây là bác Trung nhé. Bác Trung là bên hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Yên Định nhé. Anh Huy đây là của xã Yên Phú nhé. Rồi còn cha, được gặp cha bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Hôm nay mới gặp nhỉ. Đây là cha đạo bên nhà thờ nhé. Cha thường viên mục ở dưới tòa giám mục Thanh Hóa. Đấy, dưới tòa giám mục Thanh Hóa. Còn đây là có thấy cái cô nào mà phụ nữ mà lại đi đội cái gì đen đen này trên đầu không? Biết rồi. Nhìn trên TV thì biết rồi. TV biết rồi. Đấy, đây là các sơ các nữ tu nhé. Bên các sơ thì tu đó. Thì hôm nay sơ có cái gì cho con? Hôm nay đến thăm gia đình chị, thấy chị có hoàn cảnh khó khăn á. Mình nuôi ba cháu. Có chút quà, ăn mì tôm này, có các quý ân nhân. Đây có biếu phẩm nhá. Có miếng muối này. Còn cái gì á, ông mì tôm cho mẹ đi. Cũng là đây là những biếu phẩm nhá. Cũng là tấm lòng của chúng em còn có chút quà đây nữa. Cảm ơn các thầy sơ 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 Thưa cha, là trên đường cha đi làm từ thiện thì được anh Huy chủ tịch hội bảo trợ của xã Yên Phú cung cấp thêm thông tin hộ gia đình chị Vui. Chị Vui có ba cháu nhỏ mà chồng thì mất sớm, như vậy là cha và các sơ đã có cái phần quà giúp đỡ gia đình chị Vui thay mặt cho hội bảo trợ
huyện và xã xin được trân trọng cảm ơn cha rất là nhiều, cảm ơn các sơ rất là nhiều đã quan tâm giúp đỡ để các cháu gia đình chỉ vui cũng như các cháu bớt đi cái phần khó khăn. Vâng, cảm ơn vợ chồng và anh Huy. Ok, có đôi lời này. Nhiều cái gì mình tấm lòng của sơ Huy, thầy sơ Huy, bác với lại anh Huy thì quan tâm đến địa phần quần là cũng là quần cũng không biết nói gì cả thì cũng quần cảm ơn. Thôi cố gắng nhé, cố gắng rồi người ta có cả bố cả mẹ cả vợ cả chồng để gánh ba đứa con, mà bây giờ mình một gánh hai vai cả bố cả mẹ, làm vai trò cả bố cả mẹ để lo lắng cho ba đứa con nhé. Và cuộc sống khó khăn lắm, đúng vất vả mọi người, đúng là lắm nó cũng đúng rồi. Hai vợ chồng thì thấy thời gian thì thấy chung nuôi các con thì thấy còn nhanh, một mình thì cũng là thấy nó chậm, nó lâu quá nha. Thôi chỉ còn nuôi được ba đứa con như cha mà cho nuôi ba đứa con như vậy cha chịu, cha chẳng nuôi được đâu nhé. Dạ vâng, anh Huy thay mặt cho địa phương. Anh Huy có đôi lời anh Huy. Dạ vâng, thay mặt cho hội bảo trợ của địa phương xã Yên Phú được xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và sự giúp đỡ từ cha các sư cũng như các nhà hảo tâm đã có món quà gửi đến gia đình chị Lại Thì Vui, là một trong những hoàn cảnh khó khăn và cũng là khó khăn đặc biệt của địa phương Yên Phú bọn em. Chị đang nuôi ba cháu mồ côi rất là vất vả, gia đình thì khó khăn và đang trong chuyện nghèo của xã. Nên là cũng nhân dịp này thì có chút quà đến cho gia đình và địa phương rất là trân trọng những cái tấm lòng hảo tâm và những cái món quà nhỏ để góp phần cùng với địa phương để giúp họ để cùng với họ để trang trải một phần nho nhỏ cuộc sống cũng như động viên tinh thần cho họ. Vâng, và xin cảm ơn. Cảm ơn bác Trung, cảm ơn anh Huy đã luôn đồng hành cùng với những người khuyết tật trẻ mồ côi trong huyện Yên Định cũng như là xã Yên Phú nhé. Chúc cho các bác anh luôn được nhiều sức khỏe để rồi lại tiếp tục lo cho những người yếu thế trong xã hội. Rồi hết lòng cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã hỗ trợ những cái phần quà này để chúng tôi đến chào cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị và xin tiếp tục đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trên hành trình yêu thương để đem hơi ấm của tình Chúa và tình người đến cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin hết lòng cảm ơn. Cái gì? Trên cái nhà, cái trên nhà chị trên đây là nó đang hư hỏng hết rồi ạ. Mưa dột nhiều là cái gì đó, ngàn lớp áo kia chưa. Lớp áo kia còn trên đây bị ngập là chui nhà anh chỉ ra ở đây là cái chùa chùa cũng tỏa ra chùa nhà. Hôm qua chị cũng lên mặt trận của xã, báo cáo mặt trận tổ quốc bằng cái quỹ của cái quỹ người nghèo ở bắc trung ạ. Thì xã đang cố gắng là sẽ dành một cái nguồn quỹ nhỏ nhỏ từ quỹ của xã vận động trong các hộ quỹ người nghèo của xã và có thể báo cáo với hội mặt trận huyện để xin một phần kinh phí để cho nhà chị sửa sang cái nhà này. Được cái bước thì đúng cái đó thì đang làm từng bước thôi, nhưng mà cũng chưa tham gia chị chưa tham gia được. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng là sẽ cố gắng thôi, được tí nào nữa cho tí đấy. Cũng mỗi lần mưa bão là rất luôn đây. Đúng rồi đó. Đây này. Bây giờ nó như vậy này thì nó có thể sập bất cứ lúc nào như này. Đây là đúng là cái lớp áo gì lớp không thấy được. Mà tại là cái nhà mình là cái mảnh ngói, mà ngói thì nó nặng. Nặng mà các cái dùi mè nó một khuyết rồi thì nó dễ sập lắm. Nhà này lâu lắm rồi. Mà từ môi cái động đó một lần nó cái đó thôi. Đó, nhà thiếu đàn ông cho nên là nó nghiêng nghiêng nó siêu siêu vèo vèo đó à. Cho nên là cái nhà cũng nguy hiểm lắm. Vâng. Đây là tường nó bục hết rồi này. Tường nó hỏng. Tường ngày xưa đâu có xi đâu. Vâng. Vui không? Vui hết. Đó hết rồi. Vâng. Đây là sách của cô. Đã đến nứt tách tóc hết rồi. Nhà nứt rồi. À không có đàn ông này mà mưa gió chả biết chạy đi đâu nên là bục hết rồi thế này.
đi ra ngoài ngôi nhà cũng sao có rồi thì chạy cũng kịp rồi. Ngày nào cũng ấy, mấy người cũng rồi. Nhưng còn là tháng mong của thầy với lại sư với lại của xã là cha với sư, cha với sư, tiếp người sư nha. Giúp được một phần nào đỡ đần cho mẹ quân quân cô chống khối khổ thì có là lúc nắng lúc mưa để chưa cho mẹ quân có giấc ngủ cho các cháu. Vâng. Chứ còn bây giờ ngủ là cứ nơm nớp nha. Vâng, cứ mỗi mở mưa bão là luôn nơm nớp. Nơm nớp. Dạ. Vâng. Đấy. Đó thì cố gắng nhá, rồi biết đâu có ai đã giúp cho mình có được cái mái nhà để che nắng che mưa, không có là cứ nâm nấp như vậy, nhà sập bất cứ lúc nào. Không, cho nên là các bác của chồng mà không màn trời mùa mưa đây là lúc đi là hắn chưa bão nhiều, đến mai thì tháng 4, tháng 5, tháng 6 mà bão nhiều là trở nặng rồi các bác. Đúng rồi, nhà nó ngay cha lên nó mục hết rồi đấy này. Rồi bây giờ cái máy ngói thì rất là nặng, nó có thể sập bất cứ lúc nào. Ông Bi sao ông? Dạ. Ông Bi làm sao? Không nâng được. Không nâng được hả? Một năm trời. Khớp. Vậy à? Ông đau khớp à? Ừ. Dạ, mình đưa tăng trở về tháng 7 năm ngoái, quần đầu mình trả. Bạn giấu phải bàn hai tay. Giờ hai tay thì ông không được. Mà bán hai đầu gối. Rồi cũng đau nhức quanh năm ngày tháng, rồi cũng bằng tật tiền miên. Vâng. Thì hai ông bài thì rất là đau quá. Vâng. Đứa con trai thì lại có ba đứa cháu là mình mua được máu. Ồ, vậy à? Thì là nó rất là... Vâng. Quanh năm viện. Chứ ông năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. Ông 66 rồi. Vâng. Vâng. Chứ năm 66 cháu là năm 66 mà. Ừ. Chứ ba đứa cháu thì nó bị làm sao? Ngộ độc máu à? Máu phun ra trong mũi phun ra cứ nắng nào là phun ra chảy nằm máu. Ồ, vậy à? Nằm cái bệnh viện. Đi năm bệnh viện nên. Cái này 2 năm. Vâng. Thế là uống thuốc ngoài uống nhà làm thì đó. Vâng. Dạ. Đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi. Vâng. Còn cái thằng thứ 3 thì lấy cái đầu tiên mới gọi. Vâng. Cái không lưu bị trọng. Tại vô lưu bị. Vâng. Đã xuống vất vả qua cái này hàng năm sát cá nhập. Vâng. Cái... và sạt nghiệp rồi chứ, một người bệnh người cũng sạt rồi, bây giờ ba đứa sạt nghiệp rồi như vậy. Thì đây còn ông bà ở đây, cái nhà này nó cũng lụp sụp nha. Vâng. Cũng đừng như chết thì không mồi được hẳn như thế. Thành thân mạng nào mà không khả năng. Bước 2 năm trời tôi làm cái nhà bước 2 năm rồi. Chứ bây giờ không có đủ tiền để mà xây mà sửa cái gì nữa. Hết có muốn tân ca sửa sang xây lại nhà mới không? Khi nó phải tìm cấp tiền về ta chứ còn. Tìm cấp tiền. Cả 2 cũng muốn làm. Mong muốn lắm nhưng mà khả năng thì không thể được. Rút là rút. Ba nhà ba thứ thuốc khác mà thuốc khác. Đúng rồi, không uống không đau làm giàu mấy chốc đấy. Đúng vậy. Vâng. Cũng cha nhớ cảnh gì làm gì cả. Với số mỗi người mỗi bạn thôi. Vâng. Ai cũng sướng cả ra khổ cho. Đúng rồi. Ôn đã làm. Chút lạnh chứ. Thôi cái sướng dường cho người khác cái khổ mình chịu lấy. Vâng. Cái nhân nhân. Nếu được và đẹp lòng Chúa thì cũng gia đình cũng rất là mong được chăm sóc, quan tâm, hỗ trợ để có thể có được cái ngôi nhà cho nó tặng hơn. Bạn vừa là già yếu rồi cũng đau bệnh tật quanh năm. Rồi con cái cháu chắc thì lại cũng bệnh tật. Và có ba đứa cháu thì đều phải đi bệnh viện quanh năm. Ồ, rất là vất vả. Xem lại có hai bị rồi. Mưa là cái gì chậu rồi chậu. Mưa thì nhà nên tôi gọi là khách sạn mấy cả nghìn sao thì đấy là cái gì sao. Như là con đồng mày cái chỗ hàng. Con không cần phải con ông già để làm trong nhà là biết rồi đó. Cao cả rồi. Cái tay chứ mà cháu thì chống hoa vắt quần vắt hàng vừa vắt chỉ lên để chát tiền nó còn muốn này ông ơi, con chim đâu nó đâu mà ông mà quẻ nó tôi quẻ nhà ông quẻ tay chống quẻ cho nên là cái tay ông như vậy làm sao mà ông treo lên mái nhà ông người chát thì đấy là không qua làm cơ không ai làm cho lắm mà nằm nữa ướt không nằm được cô bà cứ vắt hàng còn sai không
không cha ơi, thôi đúng không? Vâng. Từ cái gì đó là thôi. Vâng, vâng, cha nói cái đầu đó. Nhà cửa đi trước vào không lúc nào bệnh. Đi lẽ là con có phải mặc quần áo cho nên bỏ mô con chứ không mặc quần áo cho tôi ông tôi mặc để tôi đi lẽ ông như bà cứ đi ở nhà cho cửa qua như ông vừa qua như ông ở nhà ông mặc nó không. Nên tôi mô con đi lẽ con có phải mặc quần áo. Đó bây giờ là ông không không mặc được quần áo được, không mặc quần áo cái tay mặc áo. Vừa qua thì ăn con phải đút mà ăn phải hầu vệ sinh nói chung là con mặn hết. Ô bà mặn hết rồi ông á. Nó con đi đây, có thấy hai chân con này là thoát này trong này không có làm chi được một ngày nữa. Đó, tôi đi ông chân thì con bị khóc làm sao? Ông ơi, hôm nay là có trà sứ nhá, trà rượu đó. Rồi đây trà thượng Cát Sơn đó đến thăm ông bà nhá. Rồi cũng có ít quà cho ông bà, có ít tiền. Với lại có một cái loại dầu xanh, dầu gió đó từ bên Mỹ gửi về cho ông nhá. Dầu xanh của cô Kim Quy. Còn tiền đó là của cô Hằng ở bên Mỹ khoa hội Ai La Giao Du giúp đỡ cho ông bà nhé. Trong cái lúc khó khăn này, hy vọng rằng qua cái video clip này thì có người thương ông để mà giúp cho ông bà sửa lại cái nhà nhé. Cái mái nhà con che nắng che mưa nhé. Rồi cảm ơn ông bà, cảm ơn cô Quy đã cho ông giàu, cảm ơn cô Hằng giúp đỡ cho ông ít tiền nhá. Rồi ông bà ít tiền rồi vâng, cảm ơn hội bác ái Alaro đã luôn đồng hành cùng với Ca Tác Sinh Hóa để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin chúc chúc lành trả công với hỗ trợ tất cả quý vị. Chào bốn bà cháu nhá. Hôm nay các cháu có đi học không? Dạ có, đi học thì mới về lớp về. Đang đi chuẩn bị lớp đó. Cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp vừa lòng, lớp mẫu giáo nhá. Cháu có ngoan không? Cháu ngoan nhá. Còn chị có ngoan không? Ngoan. Ngoan thì nói được gật. Còn chị lớn thì sao? Ngoan không? Nếu là vì ngoan nhá. Đây là tiền của chị, của cô Ngọc Linh nhá. Cô Ngọc Linh gửi tháng 12. Đây là tháng 12, đây cũng là quà của Noel của cô Ngọc Linh nhá. Đó 2 triệu đồng nhá. Rồi 2 triệu đồng cô Ngọc Linh gửi cho con. Con cảm ơn cô Ngọc Linh nào. Con cảm ơn. Con cô Ngọc Linh. Đã thương giúp đỡ con. Giúp đỡ con học. Rồi con ngoan để cười cho cô Ngọc Linh vui nhá. Chị, con cảm ơn cô Ngọc Linh. Cảm ơn cô Ngọc Linh. Rồi thương ba chị em chúng con. Rồi con cố gắng con học giỏi để cô Ngọc Linh vui nhá. Còn chị nào? Cảm ơn cô đã lấy tiền hành tháng cho ba chị em chúng con ăn học. Cảm ơn cô. Rồi đến ba. Ba. Rồi. Bà thay mặt các cháu cảm ơn cô Ngọc Linh đã thương ba cháu. Bà cũng xin cảm ơn cô đã thành giúp cho các cháu được ăn học. Rồi bà cũng xin nhớ để các cháu học giỏi. Cũng xin cảm ơn cha đã cha đã cùng với các cháu và cha đồng hành với các cháu. Con cảm ơn cha và cha đầy ơn phước. Rồi sắp đến Noel rồi chúc mừng Noel cô Ngọc Linh đi. Thì đến Noel này chúc cô Ngọc Linh lên Noel mừng Noel vui và nhiều được quà may mắn cho mùa Noel. Rồi Linh thay mặt cho các em chúc cô Giáng sinh. Em con chúc cô mùa Giáng sinh vui vẻ. An lành. Nhiều. Chúa hài đồng ban ơn bình an cho gia đình cô. Nhá, rồi cảm ơn con Ngọc Linh nhiều, xin Chúa chúc lành cho gia đình, chúc cho gia đình một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới được nhiều ơn lành của Chúa để rồi cô lại tiếp tục giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn giống như bà cháu của bà Trực ở đây. Rồi xin cảm ơn chị Ngọc Linh nhé. Rồi chúc bà cháu khỏe nhá.